không tin tưởng em luôn hả? Anh chuyển ủng hộ cho cái anh mà lết 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 cái con đứa con cái gì? Ủa sao anh chuyển dữ vậy? Anh chuyển tiền gì mà chuyển dữ vậy? Ủng hộ gì tới 50 triệu chứ? Để em lấy cái giấy viết anh em ghi cái địa chỉ của anh lại cho anh chuyển tiền lớn quá thì mai thì để báo với tụi em để tụi em biết nhá. Địa chỉ anh tên gì em, anh ghi lại cái địa chỉ, nói lại cái địa chỉ em ghi lại cái. Câu gì câu gì câu gì câu Lê Hồng Phong hả? À, đó là ủa mà sao anh không chuyển khoản cho em luôn cho nó tiện, khoản công tới anh chuyển khoản cho em cho nó tiện, khoản công đi vô tốt thì xăng rồi không hồi đó với em nhận tiền từ thiện nghe tiền là chị người ta chuyển khoản tới nhà cho em không chứ em đâu có đi lấy đâu. Em cũng đòi nó 7 giờ thì nếu mà đòn em á, nếu mà em đi lấy cái kiểu đó thì em cũng hơi sợ sợ chút xíu nên em có dẫn theo mấy người hình sự đi anh nè. Có gì đâu sợ. Tại bên em cũng liên kết với mấy anh 113 ở hình sự ở tỉnh á, nếu mà có đi lấy tiền vậy thì có gì em dẫn mấy hình sự đi, có gì anh cũng nói cho anh biết trước chứ không có gì hết á. Gì hả? Cái anh mà mấy bữa em nói là cái anh lết lết đó là em nói là em gọi vợ ảnh nói là mai em tới em giúp đỡ em coi tình hình nhà trọ ở đâu coi như thế nào em giúp đỡ đó, mà em gọi vợ ảnh nói là đi Phan Thiết về anh đi Phan Thiết ơi, nói chung là đang ở Phan Rang nhưng mà con ở Phan Thiết nên phải về Phan Thiết, không biết là có ra chưa nữa. Bây giờ là em sẽ gọi cái số điện thoại của cái vợ anh đó lại hỏi thì đang ở Phan Rang hay Phan Thiết. Có gì em báo lại cho anh nha. Em gọi em báo lại cho anh để mất công anh gửi tiền cho em mà em gọi mà cái chị kia không bắt máy, em cầm 50 triệu đó em không biết làm gì luôn á. Cái nãy anh nói cái gì Lê Hồng Phong em quên rồi. Câu gì? Lạc đảo mình á, Lê Phong á, không biết á. Cầu Lạc đảo Lê Hồng Phong hả? Cầu Lạc đảo chỗ nào ta? Em xuống gọi ta mà chị. Cầu Lạc đảo Lê Hồng Phong, nghe có vẻ là lạ ta. Lê Phong biết, cái cầu Lê Hồng Phong, Lạc đảo em không biết. Cái anh lết lết đó có bà con gì nhà anh không? Không. Không bà con gì hả? Không bà con gì sao mà em nghe giọng anh với giọng anh lết lết giống nhau vậy ta? Nghe cái giọng anh lết lết với rồi anh nhìn giống nhau y chang luôn. Không em cái kinh nghiệm em làm mấy năm nay em nghe cái giọng là em biết là hai người là một anh à. Có em chắc chắn với anh là hai người là một, nói giọng cái câu là em biết liền, em nhớ dai lắm. Hai người là một á chứ hôm bữa em gọi em nói với vợ anh là em tới em tìm hiểu em cho vài chục triệu mua xe lăn mà sao bữa nay gọi lại tài trợ 20 triệu anh hẹn em tới Bình Thuận là mục đích gì nói luôn đi. Chuyện của anh sợ gì á, em tới thôi nhưng mà là gặp đâu mà biết được không? Em đâu có sợ gì đâu anh, tự nhiên cái tớ sợ gì nè. Mới sợ quan trọng anh cái đây không, không sợ gì nè. Sợ mình làm mà bé hay chứ mình tự nó không bị không. Bây giờ như thế này nè, bây giờ anh đem 50 triệu đó anh ra Ninh Thuận anh đưa cho em anh hình thử anh dám đưa không, anh dám đưa ra đây không? Trời, quan trọng anh có dám vô Phan Thiết không, em chọn á. Trời, Phan Thiết cái gì đâu mà không dám vô, em nói chung thôi về anh nhưng mà nói vậy thôi xong chỗ ok vậy thôi. Phan Thiết phải không? Mấy giờ Phan Thiết? 7 giờ đúng không? Anh làm vô lần nào mà không vô á thằng đó muốn cắt giờ nha. Cái gì thằng nào không vô thằng đó làm gì? Cái gì vậy? Ý là không cho là bố mặt trời. Cái gì mày... Cái gì bố dê là sao ta? Tôi mà không ra
như cái bú cạp dơ của con tôi. Cái gì bú cờ của con tôi là sao? Bú ra đầu cạp con tôi á. À vậy hả? Cho lớn vậy? Sao ba mà cho lớn vậy? Cho lớn anh. À, chị anh cũng còn con trai nữa hả? Giờ anh cái bảy giờ đừng nói dài dòng, đừng nói cái gì luôn á. Bây giờ cái bảy giờ sáng đó anh em gặp mặt đó được rồi. Không có, ý em nói là anh mấy bữa đứa con gái của anh rồi anh có con trai nữa hả? Sao anh lại bú cái gì của con anh? Anh nói với tôi giờ anh ý rằng là anh suy nghĩ sao? Thì nói nãy giờ anh cũng đã hiểu em suy nghĩ sao rồi, còn gì phải nói nữa. Bây giờ cái nó tới rồi thì hiểu gì em. Bây giờ anh cái vô đây nè, 7 giờ sẽ gặp mặt rồi đúng không? Ồ, vậy luôn hả? Ok vậy không? Anh nhìn em có ngu lắm không? Ủa anh cái gì anh lực lượng cho công an theo mà anh sợ gì anh? Em đâu có ngán bố cháu nào đâu, anh em cũng đâu có ngán em đâu. Ủa, ở anh đâu, tôi đâu kêu anh ngán cô đâu. Anh, em nói cho anh nghe như thế này nè. Mình lớn rồi, tay chân là lặn. Ủa? Không. Bây giờ nè. Bây giờ tôi không có kêu anh nhắn con tôi. Tôi đâu có kêu anh sợ tôi đâu mà sợ vậy anh kêu cái thiếu lực lượng có một ngày tỉnh nào xuống đây. Tay chân là lặn thì mình kiếm nghề đó nó mình làm có 32 tuổi thôi mà. Thao chức nào mà ra đường mà lết lết dẫn con gái đi ăn xin đồ không? Cái gì mà tôi mà nói vậy? Sao biết được? Bây giờ anh nói anh có vô vô đạo đức cái gì anh nói sao em vô đạo đức cái gì quá, sống sổ lồn của tôi quá, mày chạy tôi nha. Anh nói vô đạo đức vô cái gì? Tụi anh sống anh vô đạo đức quá anh, tôi nói anh là tôi rủ anh cái lúc nào vậy á. À vô đạo đức không? Trẻ con ra nó cũng tay chân nó không mạnh lặng đâu anh. À em nói với anh như thế này nè, anh còn trẻ con ra mà anh sống anh tay đạo đức là anh vậy á. Anh em nói với anh như thế này nè, em là cái kênh từ thiện giúp đỡ đúng không? Anh lừa đảo cái chuyện gì lừa đảo vậy? Tôi có một bạn người điện anh phải chứng minh. À lừa tài khoản lừa đảo vậy? Anh để tài khoản người ta gửi cho anh rồi anh đem lên được lấy tiền cũng tám cũng anh lừa đảo anh lừa đảo người ta mà khi người ta lừa đảo ai? À giờ ai em lừa đảo ai rồi có bằng chứng gì không? Có bằng chứng gì không? Ủa thì tự em làm trời đất biết chứ cần gì anh phải nói. Như tôi làm bản thân của tôi biết thôi chứ ai đang biết. Ờ. Cả công an bình thường tôi ở đây còn biết tôi nữa. À vậy hả? Cả công an bình thường. Cả công an bình thường biết rồi nên mới ra Ninh Thuận làm ăn đó đúng không? Anh biết chuyện cặp người ta mà kêu ta đứng chạy đường mà đi được. Ờ vậy hả? Anh chưa vô làm trường ta giờ mà ta biết. Ủa sao em nói với anh là anh què em cho anh cái xi lăng mà sao anh không nhận? Ủa em nói thiệt mà em đâu có xạo đâu, em cho biết bao nhiêu người cái xi lăng rồi đó. À nhìn mặt em vô côn vô đẻ hả? Chắc có lẽ cũng hơi giống thiệt. À nhìn mặt gì mình đẹp trai vậy mà vô côn vô đẻ ta, có sai lầm không ta? Anh còn đi đây đó, có ngày anh phải gặp tôi à. À cũng gặp anh làm gì em? Anh làm gì thì tự anh biết là anh biết á. Anh què anh làm gì được em? Tôi không làm gì tôi người khác làm anh. Hả? Anh nói cho em nghe, anh què á, anh không đi được á, anh làm gì được em? Người khác sẽ làm anh. Người khác là sao? Người khác là đàn em của anh đó hả? Bởi vì anh mà trụ chỉ cần lọc không khí thôi, có một sự anh liền à. À vậy luôn hả? Cái thằng luôn manh đó, nói chi mà. Ủa anh đó lừa đảo người ta đủ quá, người ta để em quay pin vô, tưởng người ta cho tiền tiện vô. Ủa mấy bữa em mấy bữa em cũng có quỹ từ thiện anh, em định cho anh 20-30 triệu á chứ, để mua xi lăng á chứ. Anh sống sổ lộn thì mình để con và có ngày lạnh lặng anh khai chá đi ra đường con sợ xe tung anh. Ờ lừa đảo sổ lộn quen. Lừa đảo gì? Lừa đảo. Có vợ anh ở đó nữa hả? Anh khỏi đường về luôn. Ủa mai thì mai em đi nè, coi thử có đường về không? Anh thích không? Anh chịu không? Chịu đúng không? Xuống xong xuống trọ, sợ gì đâu mà không xuống. Anh thề độc đi. Thề độc cái gì? Có gì đâu thề độc. Thích thì xuống, thì có gì đâu thề độc. Xuống đủ má trong của chị
Em nói với anh nha, em nói với anh này, cái Bình Thuận anh làm không được rồi thì anh đừng có ra Phan Rang anh làm nha, không dễ ăn ở Phan Rang đâu. Nói chuyện nhiều đó thôi các bạn, nói chuyện cho nhiều. Hồi đó giờ làm YouTube 2 năm nay thì giúp đỡ biết bao nhiêu hoàn cảnh luôn các bạn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bị giang hồ gọi dọ đánh. Các bạn biết lý do tại sao dọ đánh không? Đây chắc các bạn chưa có hiểu lý do. Đây, mình sẽ nói luôn cho mọi người, quay trực tiếp cho mọi người các bạn xem luôn. Đây nè. Các bạn có nhớ cái video thanh niên này không? Để coi. Đây là cái video của một cái thanh niên mà cho quà quảng cáo kìa. Trời ơi, quảng cáo nhanh đi. Đây. Đây là cái thanh niên mà lết nha các bạn. Mình có đặt tiêu đề thanh niên bò lết dẫn con gái đi ăn xin là thật hay giả. Đó là đây. Đây đây đây, lúc này mình có kêu ảnh là gỡ mặt lại cho mình xem nè. Mọi người nhìn kỹ nha. Lại quảng cáo nữa. Phải rồi. Anh em chờ chút xíu, đừng có nóng. Đó, các bạn thấy không? Đây thanh niên này nha. Đó, thanh niên bò lết dẫn con gái đang xin là thật hay giả, đăng ngày 22 tháng 2 năm 2011. Đó, như các bạn nhìn kỹ nha, đây là con gái của anh nè. Đây, đây là con gái của anh nè. Đây rồi, lết nè, chân lết nè. Chân hay hai chân? Chân này của anh á là rất là bình thường nha. Cái chân mà anh nói với mình là cái chân anh bị tai nạn và liệt. Như các bạn nhìn cái dấu hiệu của chân của anh nè, bình thường. Thấy chưa? Nhưng mà người ta liệt á thì cái chân của người ta sẽ bị teo. Còn đây cơ chân bình thường nha các bạn. Giả dạng mà lết để lấy đứa nhỏ ra, đứa nhỏ mình không biết là phải con anh không nữa, nó thẳng ra được. Không biết là đứa nhỏ phải con anh không nữa. Anh nói với mình là anh ở Bình Thuận, anh ra để anh ở Bình Thuận, anh ra để anh dẫn con gái anh đi xin. Nhưng mà thật ra anh đúng là ở Bình Thuận các bạn, nhưng mà hai vợ chồng mình gọi, mình hỏi vợ là ở đâu để mình tới giúp đỡ, thì vợ nói là mướn trọ gần đó. Đó là câu chuyện như vậy. Rồi mình hứa với anh là mai sáng sau khi quay video này mình sẽ tới trọ tìm hiểu cái câu chuyện như thế nào. Nếu mà đúng anh què thì các bạn, danh dự của mình nha, hồi đó giờ mình làm biết bao nhiêu video giúp đỡ thì các bạn biết rồi. Nếu mà đúng què, mình sẵn sàng mình trích quỹ từ thiện ra, mình cho ảnh 20 triệu để anh mua xi lăng, để anh lăn đi cho nó rõ ra, gọi là cho nó khỏe hơn các bạn. Mọi người muốn biết hết rõ hết câu chuyện vào cái video thanh niên giả bò lết dẫn con gái đi ăn xin là thật hay giả. Đó, mình lúc cái video đó mình chỉ nghi vấn thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn nghe thấy không? Sáng đó mình gọi thì vợ nó nói là từ chối khéo mình, nói là con gái bị bệnh ở Bình Thuận phải về gấp, không có có phải về gấp chứ không có ở được. Có nghĩa là người ta đã bị phát hiện rồi, kiếm cách lẩn trốn các bạn, ở Bình Thuận ra mà. Rồi bây giờ cứ hôm bữa anh gọi anh cũng dọa mình một bữa rồi, mà mình cũng để yên rồi các bạn. Hôm nay là gọi mạo danh là Mạnh Thường Quân ủng hộ cho cái anh mà lết 50 triệu để hẹn mình ra Bình Thuận để lấy tiền. Đó, cái giọng nghe là biết liền là mình cũng đã để hẹn ra để lấy tiền, với mục đích là hẹn mình ra để xử mình đó các bạn. Là cái anh này, là cái anh mới nãy giờ nói chuyện với mình á, hẹn mình ra để xử mình á. Đó, mình mưa nói là mình đi với một ba đằng này kia rồi, nhưng mà anh vẫn không sợ, anh nói đi với ai cũng được. Đó, các bạn nghe hiểu câu chuyện không? Bởi vì á, bây giờ mình nói với mọi người như thế này nha, ra ngoài đường á mà những trường hợp mà lết lết bò bò các bạn nhìn lết lết vậy á, chứ không phải gì đó các bạn, bạn phải quan sát cho kỹ vô.
Đó, đó mình nhắc gọi là nhắc các bạn ơi, lớp nhìn lớp như vậy đâu phải gì đâu. Thiệt ra cái người mà người ta tàn tật á, không đến nỗi mà người ta phải lớp ngoài đường như vậy đâu các bạn. Tàn tật thì có người nhà nước hỗ trợ, người ta hỗ trợ cho xi lăng xi rồi đi bán cái số, cho không đến nỗi phải lớp như vậy đâu. 100 trường hợp lớp như vậy hết 99,9 là giả mạo hết nha các bạn. Đó mình dám nói, mình dám khẳng định với mọi người là như vậy. Tại khi lý do tại sao lớp dẫn đứa con đi đi ra đường ăn thương, mọi người thương không? Gặp mình cũng thương chứ sao không thương được. Đó mình thương thì mình tao mình cho tiền người ta, thì nhiều người nhiều bạn cũng nói ừ đó là cái nghề của người ta thì để cho người ta sống đi các bạn. Nhưng mà các bạn thử nghĩ xem, các bạn làm một tháng nhiêu tiền, làm tháng 10 triệu là hết đó đúng không? Mấy anh lớp này các bạn biết khi mà bắt vào công an mấy bạn mấy ảnh khai tháng bao nhiêu không? 50 đến 70 triệu một tháng đó các bạn thấy không? Số tiền người ta kiếm được nó rất là kinh khủng. Người ta bán giấy số cực khổ, bán một ngày chưa hết, mấy ảnh lãnh ra 300-400 tờ, bán 3 tiếng đồng hồ hết đó các bạn thấy không? Lợi dụng cái lòng thương của mình để trục lợi thì đâu có được các bạn. Mình thấy cái những cái trường hợp đó mình rất là ức chế luôn các bạn. Nó làm ảnh hưởng tới thanh niên của mình. Ảnh thì có 32 tuổi thôi vẫn còn thanh niên, tay chân vẫn là lặn, vẫn đi sinh hoạt, vẫn đi làm được. Tại sao không đi làm mà đi lớp đúng không các bạn? Lớp mà dẫn đứa con đi theo, các bạn biết cái đường này xe tải nó chạy biết bao nhiêu không? Rất là nhiều xe tải mà lướt lớp giữa giữa đường, chẳng may xui rủi là xe nó máng cái là sao các bạn? Đó ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Bởi vì á, mình biết trong cái video như thế này cũng có một số người người ta hiểu chuyện thì người ta ủng hộ mình, có những người số người ta không hiểu chuyện người ta lại ghét mình á, và cái đó cũng là cái nghề cực khổ của người ta, đồng ý thiếu gì nghề để làm các bạn đúng không? Thì mình chọn biết bao nhiêu cái nghề, chẳng hạn như bán giấy số này kia, tự nhiên không bán giấy số đi lớp đó. Mình nói với mọi người xong cái video này, nói nãy giờ cũng nhiều các bạn, cũng muốn nhắc nhở với mọi người thôi là các bạn ghi nhận được cái hình ảnh của anh này đó, thì ra đường mà gặp ảnh thì néo qua bên nha. Đó thì cũng rất là cảm ơn video của mọi người, các bạn bỏ thời gian quý báu để xem video của Thép luôn. Bây giờ hơi đau đầu chút xíu rồi, đây là trường hợp đầu tiên mà giang hồ gọi đòi xử lý rồi này kia, nhức óc nhức đầu. À, giờ đi tắm rửa ăn cơm cái ngủ các bạn, nhức óc.